Hello anh em, chào mừng vị tới với channel của mình. Thì ở clip ngày hôm nay thì mình đưa anh em vào trong khu quân sự đây. Cái lúc đầu mình lại nhảy hơi lỗi, không hiểu sao mấy hôm nay toàn gọi là nhảy lỗi thôi, cứ gọi là để ý cái quên không để ý cái khoảng cách đấy anh em, nên là mình nhảy lỗi xíu, nhảy ra khu vực bên gọi là mấy cái nhà gì nhở, mấy cái nhà gì thì mình cũng không rõ. Nói chung là vào trong khu quân sự là mấy cái nhà C hay nhà Y học các kiểu là mình không thuộc anh em ạ, không thuộc tên. Kiếm vài cây súng thì mình sẽ đẩy sang dần. Mình để muộn nên là mình cũng chả biết là trong này có người hay không cơ. Đây này, bây giờ thì mình sẽ đẩy sang dần sang bên khu nhà C đi. Có súng rồi, AKM4 kèm theo gọi là bonus thêm cái flare gun, hợp lý thực sự. Ô, con bot này. Đậu phộng. Mình sấy holo chưa bao giờ là gọi là ngu người hơn. Anh em biết rồi, mẹ mình sấy cái holo có phải gọi là ngu người anh em ạ. Mình không hiểu sao anh em sấy holo như thế nào chứ riêng vào tay mình thì quả là một gọi là phế nhân anh em ạ. Nghe vẻ trống vắng lắm anh em ạ, không có tiếng bắn rồi. À đủ, có tiếng chân. Rồi có tiếng chân bên nhà xe bên ngoài này. Công luôn anh em ạ. Hình như chỉ có một tiếng thôi. Đâu rồi anh Giai? Hello anh Giai. Cửa mở này, chắc... À đây rồi. Rồi, trong cái phòng... Đây đây, cái phòng này đây. Đang trong phòng. Đang trong phòng. Ô. Làm gì vậy bạn? Trốn ai vậy anh thanh niên này? Sao trốn một mình ở đây ta? Nghe vẻ là vắng quá anh em ạ. Mình bắn cái thính này, xem trong thính có gì thì mình sẽ xúc luôn. Chờ thính rồi anh em. Đắp chăn cho đồng lập. Ui, có M249 với MK anh em ạ. Được thực sự. Cầm M249 trận này luôn. Xấy cho nó gọi là phê. Được thực sự luôn. Như vậy là kể cả cũng không có người anh em ạ. Quậy là hơi toang rồi. Trận này vào đây hơi toang. Đã đủ. Ơ. À rồi rồi rồi. Có tim cấp thính. Mình thấy một ông ở chỗ cái viền. Một ông ở gần đây rồi. Sau bức tường. Nghe mẹ là hơi dễ anh em ạ. Rồi một ông, còn một ông nữa. Hóa ra là hai ông này từ đâu tới cướp thính không biết. Còn một ông nữa anh em ạ. Mình phải hồi máu cái đã. Thì anh em nào mà đã xem đến đây rồi ấy thì lại tiếp tục like và comment cho mình thôi. Lại tiếp tục gọi là lời nhắc như mọi clip thôi. Rồi quăng nết mình này, ông này công nết mình. Mình lại treo lấy nóc nhà. Bạn vừa lấy ở chỗ kia. Anh em có thấy không? Cái lúc mà mình trèo lên nóc nhà là mình đã thấy một ông ở chỗ mấy cái đá trải ở dưới ấy. Mình sẽ âm thầm đẩy sang xem. Đâu rồi? Quăng nết mình thì chắc chắn là cũng ở gần rồi. Kìa kìa, vừa nãy mình thấy ở chỗ mấy cái á đủ. Lại chạy vào. Rồi rồi. Chạy vào. Rồi. Lại cho bạn chết y hệt gọi là đồng đội của bạn luôn. Rồi ơi, hai pha, hai thanh niên chết y hệt nhau anh em ạ. Cùng là từ trên nhảy xuống. Dã hẳn với một băng là mồm. Easy anh em ạ. Như vậy là có hai tên rồi. Thôi, mình đi thôi anh em. Mình sẽ đi tìm thính. Kìa kìa, có cái thính bên trái mình này. Úi dồi ôi, đậu phộng. Mà nhìn cái thính. Rồi bắn nhau rồi. Có tim dưới cấp thính rồi. Đây đây đây. Bình tĩnh anh mấy anh ơi. Bình tĩnh anh ơi. Tất cả gọi là đều có phương pháp giải quyết cả. Rồi hình như là một tim bị clear rồi. Úi dồi ôi. Đây đây đây. Đậu phộng cái xe nó còn bị drip nữa anh em ạ. Bực thực sự. Thính đang đây đây. Úi dồi. Xe vứt dưới này chuyên nghiệp thế nhở.
Không biết là team nào bị clear rồi. À, mình vứt xe đây, âm thầm đẩy lên anh em ạ. Cứ phải giòn nhẹ nhàng tình cảm thì mới ăn được. Ui giời, đâu rồi không biết, xác kìa. Đâu rồi ta? Ủa, vừa có team đến cướp thính sao đi nhanh vậy được? Làm gì có chuyện. À đây rồi, tiếng chân. Tiếng chân đây rồi. Ông này. Rồi còn một tiếng chân nữa. Hai ông anh em ạ. Ui mình yếu máu quá rồi. Ông này tông vào này. Tí nữa thì toang anh em ạ. May mà gọi là mình. Ui có tí đằng sau nữa kìa. Được rồi, mình sẽ lút nhanh cái team này. Sau đó thì mình lại đi tiếp tục đi cướp thính anh em ạ. Chứ tầm này hơi ít kill. Mới được có 6 kill à. Mà còn có 40 thằng. Cố lên anh em. Có ốp này. Được rồi, đổi luôn cái ốp anh em ạ. Trận này cầm M249 mới ốp. Đẹp rồi đấy. Được thực sự rồi. Đi rồi anh em. Mình rình nãy giờ anh em ạ. Cái thính nó rơi mà không ai ra nhặt luôn. Đúng là hơi vô lý anh em ạ. À đù, kia rồi, kia rồi. Thành đang tính ra nhà thính anh em ơi. Nhìn tính ra nhà thính, quăng bom. Rồi rồi, công sang luôn anh em ạ. Tóc không xoăn làm sao phải xoắn. Chơi luôn cho nó nóng. Mình công sang luôn đây. Hình như ở đây cũng vừa combat xong. À đù, đã có một team khác tới à. Rồi, cứu nhau, cứu nhau. Tiếng xe, tiếng xe. Hình như đồng đội của mấy ông này. Ui rồi ôi, mấy ông này cứ như kiểu là chĩa đầu cho mình bắn đấy nhở. Mình sấy một phát đi cả đôi ạ. À, được thực sự luôn. Nghe vẻ là game hơi dễ rồi. Mấy ông này chưa kịp ăn thính thì mình đã gọi là nẫng tay trên rồi. Tiếp tục di chuyển thôi anh em. Mình cũng không còn thiếu cái gì nữa rồi. Ơ, hình như có xe bên phải đúng không? Từ từ từ. Hình như mình nhìn thấy thì phải. Trong này nút hết rồi này. Đúng rồi. Ui giời ơi, đây rồi, đây rồi. Hàng, hàng, hàng. Anh ơi. À, bước qua. Rồi dừng rồi, dừng rồi. Thôi anh ơi, anh ơi. Súng gọi là em đỡ tay bóp nhầm cò thôi mà. Thôi anh ơi, mấy anh ơi. Em chỉ lỡ tay thôi. Em không có ý gì đâu. Dừng lại chơi luôn anh em ạ. Ủa ôi, công nết kìa. Vãi nồi. Em chỉ lỡ tay bóp nhầm cò thôi. Có bắn trúng mấy anh viên nào đâu mà mấy anh căng thẳng thế nhở. Mấy anh căng thẳng thế nhở. Bồi, á à rồi. Một ông chạy sang trái này. Chạy đi đâu tầm này. Thêm trái nữa. Không biết là mới có mấy tên đây. Một ông à rồi, một ông chạy sang bên nằm rồi đúng không? Mình lên trên cái nhà này chắc chắn là bạn chết này. Quăng bom lửa này. Một ông ra. Mấy ông này có cái skin nằm cỏ thích thế nhở. Được rồi mình thích. Ủa rồi, có tiếng súng bắn khắp mọi nơi anh em ơi. Không biết là team này mấy tên nhở. Nói chung là cái lúc mà mấy ông này phi xe qua là mình cũng thấy đông mà. Rồi, tiếng chân ạ. Gạt luôn một ông này. Có một tiếng chân vào. Rồi 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 rồi. Ra cứu đồng đội anh em ơi. Ngay à, ngay ngoài tường đúng không? Trời ơi, tiếng chân nó rõ mồn một. Ngồi cứu nhau làm sao mà kịp. Mình ra thì làm sao mà kịp. Mấy bạn cứ tưởng là
ngồi trong sờ mốc mà mình không thấy á. Trời ạ. Tầm này thì nó cứ phải lên đến tới vũ trụ rồi anh em ơi. Ôi, vẫn còn tiếng ạ. Có tìm tới sao ấy. Ui, AK thấy này. Thấy ai mà ghê vậy. Cái đầu phòng gì thế. Ôi, cái quần què gì vậy. AK. Ông này cầm AK mẹ. Nhìn viên đạn lên sao, hay là mấy trăm viên đạn vậy. Ui, đậu phộng à. Thấy không thèm thấy đạn luôn, thấy ai thế. Trời ơi, lại thấy tiếp ạ. À, vãi nồi ạ. À, cái này thì tôi thua. Cái game này hack rồi. Tôi đọc nó. Bác thật rồi, thấy kiểu gì mà không chết ai vậy. Rồi thấy nằm hai tên. Mỗi tên đâu đó là khoảng 200-300 viên gì đấy. Vãi cả nồi ạ. À, vãi nồi. Một thanh niên gọi là gặp đúng siêu nhân rồi anh em ơi. Không biết là bao nhiêu viên đạn. Cái nồi gì vậy. Game như thế này thì sao chơi. Giờ hack khủng nhiều thế anh em. Không biết là ông này lag hay là cái gì đây mà sấy nắm đạn thế. Tiếp tục sấy à. Ui dồi ôi ông ơi. Ông sấy vừa thôi. Mẹ, không biết là thanh niên này có bao nhiêu viên đạn không biết. Sấy nãy giờ vẫn chưa hết à. Chết rồi, mình ngoài bo rồi. À, một tên chạy sang bên kia. Mình sẽ phải giết được cái team này. Có cái thính ở gần mình này. Rồi chạy này. Ui ôi, ba ông ạ. Một ông này. Ôi, sao lại sấy thế không chết rồi anh em. Vô ní vãi nồi ạ. Được rồi, mình sẽ phải đẩy sớm thôi. Nào ngó ra, bạn thử ngó ra. À, sờ mốc à. Sờ mốc như thế này thì đúng như nè. Rồi đẩy luôn anh em ạ. Tầm này nè, rồi chạy xuống dưới kìa. Sờ mốc như thế này, hai ông. Được, hai ông chạy xuống à. Hai ông hay ba ông thì cũng... Thì cũng phải chết rồi. Nốc tiếp. Nốc tiếp. Như vậy là vẫn còn một ông nữa. Team này vẫn còn một tên nữa. Bò đi đâu bạn. Mình thay đạn xong thì mình sẽ gạt dò bạn sớm thôi. Đâu rồi. Bò đâu rồi. Bò đi đâu. Có tiếng chân tới gần rồi. À đây rồi. Ông này vào đây làm cái gì. Trời ạ. Tên cuối cùng của team này đây rồi. Clear hoàn toàn cái team này. Thế là thanh niên này chắc là lag thôi. Không biết là bố này siêu nhân siêu nhủng gì mà sấy cả mấy trăm viên đạn ạ. Thôi được rồi, mình phải vào, mình vào bo thôi. Còn có 20 giây à. Còn vẫn đông anh em ạ. Vẫn đông. Có tiếng bắn trong khu nhà luôn. Đây, mình định vào cái khu nhà bên trong này đây. Lượn qua check thì đúng là có người thật. Rồi, trên nhà. Tiếng chân đây rồi. Rõ 1-1 đây rồi. Kìa, trên tầng 2 kìa anh em. Cho bạn một quả nết này. Vẫn không hề hấn gì à. Hai tiếng chân anh em ơi. Ít nhất là hai tên. Có tiếng gác ghi ở bên phải mình. Tầm này là căn nhà này là đẹp nhất trong khu bo này rồi. Ô, chạy đâu mà lại. Vất xe xong rồi chạy. Ơ, mấy cái thanh niên này. Ô, bên này cũng nốc rồi này. Ôi, bên này. Ôi, nửa đốt chết luôn anh em ạ. Vãi nồi ạ. Rồi. Tặng cho bạn thêm quả nửa này. Mình sẽ chờ smoke tan. Mình sẽ tông vào cái ông này. Hình như chỉ có hai tên thôi anh em. Tan smoke đi nào. Tan smoke là gọi là cuộc đời bạn cũng chấm dứt mà thôi. M249 trong tay cơ mà. 100 viên đạn cơ mà. Kiểu gì mà bạn chả chết. Ui, sờ mốc lâu thế. Hình như đáp 2-3 quả lận. Anh em này cẩn thận đấy. Rồi, sờ mốc rồi. Cứ tới đã.
di chuyển đi bạn, để mình biết bạn ở đâu. Không có. Ở đâu ta? Hình như trong cái phòng này rồi. Nếu mà không có ở trên này thì chắc chắn là không có ở quanh khu này thì chắc chắn là. Ôi, cái gì đấy? Ôi. Cái đỉnh mệnh. Cái gì vậy? Ui giời ơi. Thôi. Cái quần què gì vậy? Sao lại cái gì ngắt kết nối rồi làm? Cái định mệnh. Phải cả nồi ạ. Thế thì này thì em chịu.